Đây là một clip vô cùng đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện trên kênh YouTube của tôi. Đó là một cô gái sẽ thực hiện thử thách cắm trại sinh tồn ở trên đảo. Chỉ cần em hoàn thành sống sót ở trên đảo này 3 ngày thì em sẽ nhận được 10 triệu đồng từ anh. Tôi nhất định sẽ giành chiến thắng thử thách của anh Dương để nhận 10 triệu về. Trước khi về thì anh tặng em cái lều này. Dạ vâng. Tôi chưa từng tham gia thử thách sinh tồn nhưng mà tôi thích trải nghiệm cho nên tôi đã chấp nhận thử thách của anh Dương. Bây giờ mình sẽ đi tìm nơi trú ẩn, sau đó là đi tìm nguồn nước và đi tìm thức ăn để sống sót qua đêm nay các bạn nhé. Thu gọn lại tạm chỗ này để dựng lều ở đây, xong đi tìm thức ăn và nước uống. Mình có thể nhịn đói trong 3 ngày nhưng mà không thể nhịn uống trong 3 ngày được các bạn ạ. Ở đây nhiều củi cho nên là tí nữa mình cũng không phải đi kiếm nữa. Để tối đến có thể dựng trại. Vậy là mình đã dựng xong cố định khung lều. Bây giờ vì gió to quá cho nên là mình phải đi kiếm những cái tảng đá để cố định những cái xung quanh lại, không thì nó bay mất. Nặng quá các bạn ạ. Vậy là tạm thời tôi đã dựng xong cái lều này. Bây giờ tôi sẽ đi tìm đồ ăn và nước uống các bạn nhé. Đi được một đoạn mình phát hiện ra đây là con gì ý, giống như con hải sâm ý. Trông nó ghê quá nhưng mà mình không dám cầm lên. Hình như... ui nó co lại nè. Ui đây nữa các bạn. Ui nó co lại nè. Không biết con này có ăn được không nhỉ. Nhìn sợ quá. Còn một con nữa mà mình không khèo nó ra được. Wow mọi người ơi, cua này mọi người. Mình tìm được cái khe mà nó chứa nhiều hàu lắm mọi người ạ. Thằng nào để lấy được những cái con hàu này ra nhỉ. À. Nó vỡ rồi mọi người ạ. Đã phát hiện được một cái cần câu mọi người ạ. Cần câu này vẫn còn lưỡi mọi người ạ. Bây giờ mình đã kiếm được đủ hàu để ăn tối nay rồi. Bây giờ mình sẽ quay về để nướng hàu và đi tìm nước. Nước là thứ mà không thể thiếu trong 3 ngày sinh tồn này của mình được. Vậy là mình đã tìm được nguồn thức ăn về. Đây mình sẽ lấy những cái hòn đá này để mang về xếp vòng tròn vào thành cái bếp để chất củi nấu đồ ăn nhá. Đi thôi. Và mình đã nhóm lên lửa, bây giờ mình sẽ đi rửa hàu và nướng hàu nha. Đây là lần đầu tiên mà mình ở một cái hoang đảo hoang sơ như này, vắng vẻ như này, không có một bóng người luôn các bạn ạ. Xung quanh mình toàn là tiếng côn trùng mà mình cảm thấy rất chi là ghê. Cho mình rất sợ, rất muốn về nhà. Nhưng mà vì chiến thắng thử thách mà anh Dưỡng đặt ra, mình sẽ mang 10 triệu về các bạn nhé. Hàu chín ngon quá các bạn ơi. Ăn cũng được các bạn ạ. Chẳng qua là không ngon bằng hàu ở quán thôi. Wow, mọi người nhìn nè, đây là con hàu mà to nhất từ vừa lấy từ giờ mình được ăn đấy. Mình sẽ ăn nha. Nó nhiều thịt hơn.
Vậy là mình đã ăn xong còn toàn vỏ thôi mọi người ạ. Bây giờ cũng ở đây cũng muộn rồi ý. Mình sẽ đi vào lều ngủ nữa, không thì mình ngồi đây một thân con gái của mình sợ lắm. Hôm ở biển đến giờ tôi chưa được ăn cá ở biển cho nên là bây giờ tôi sẽ đi thử đi bắt cá để xem có cá không mọi người nhé. Mình sẽ chờ nước rút, sau đó mình sẽ đi cậy hàu với cả đào ngao nhé. Bây giờ mình sẽ thử lên khu rừng này để tìm xem có quả gì ăn được không nhé mọi người. Tìm một lúc mà mình không thấy quả gì ăn được. Ngọn núi này sâu quá rồi, không thể trèo được rồi. Tôi tìm thấy quả rồi. Có quả ăn rồi. Quả ăn rồi. Mình sẽ không một túi này, mình sẽ để đây để đựng mang về. Nhiều lắm các bạn ạ. Thôi chỗ sung này là đủ ăn rồi mọi người ạ. Ăn nó lạ lắm, nó giống quả sung gì. Nhưng mà nếu mà có muối hảo hảo mà ăn cùng thì cực ngon luôn. Thật sự là bây giờ mình rất khát nước luôn mà vẫn chưa tìm được nước. Bình thường là ở nhà là quen là nằm ngủ chăn êm đệm ấm. Bây giờ nằm đâu có buổi tối hôm qua mà nằm thôi mà bây giờ một bên vai của mình đau hết luôn ý. Không biết là sau 3 ngày về không biết là người ấy thành như thế nào nữa. Bây giờ tôi phải đi múc nước biển để chế tạo nước ngọt thôi. Đi thôi mọi người. Bây giờ mình sẽ đào một cái hố như thế này. Xong bây giờ mình sẽ đi lấy chai, sau đó là đi ra múc nước biển để đổ vào đây nhá. Các bạn đi theo mình nhá. Vậy là mình đã múc nước biển lên đây xong, bây giờ mình sẽ đặt phần gạch vào. Có gì cái chỗ nước biển này là nước ngọt nhỉ? Thì mình đổ luôn, tại vì khát lắm rồi. Cực một tí nhưng mà sao các bạn, miễn là nó sẽ có nước uống. Để một cái cao ở đây để cho nó uống. Sau đó là mặt trời nó sẽ chiếu xuống để cho nước ở dưới này nó hấp tụ lên, sau đó là nước ở trên tụ nó tụ ở trên cái giấy bóng này, nó sẽ chảy xuống cốc và mình sẽ có nước uống. Bây giờ lắng qua cho nên là mình sẽ chuyển cái lều này vào trong cái chỗ mát kia để nghỉ ngơi, không thì bên trong lều này nếu mà làm trời nắng này nó sẽ hấp nắng ấy, sẽ rất chi là nóng, nó không ngủ được. Bởi vì mình rất khát rồi cho nên là không thể đi kiếm đồ ăn được. Nếu mà đi kiếm đồ ăn thì sẽ càng thiếu mất nước trong người, cho nên mình sẽ ngồi ở trong lều chờ nước và sẽ ngồi ngắm biển các bạn nhé. Mình đã ngủ cả một buổi chiều, bây giờ là 3 giờ chiều rồi và bây giờ mình đi ra xem là có nước chưa nhá. Không là cát đó, ấy là nước.
lướt thật các bạn ạ. Nhưng mà nó chỉ được một tí thôi. Nhưng mà có thật, nếu mà làm từ lúc sáng ấy, trời nắng thì nó sẽ đọng lại được nhiều hơn ý. Cho nên là ngày mai mình sẽ dậy sớm, mình sẽ làm cách này tiếp để kiếm ra nước uống các bạn nhé. Mình thử uống xem. Nước ngọt thật các bạn ạ. Uống được luôn. Ngày mai mình sẽ dậy sớm để trời nắng to, nó sẽ có thể đọng nhiều hơn nữa các bạn nhé. Mà thôi mọi người ạ, bây giờ tôi sẽ để từ tối hôm nay luôn, để cho rạng sáng ngày mai nắng ở biển nó rất chi là to luôn ý. Thế cho nên là lúc đấy nắng to thì nó sẽ đọng được rất nhiều. Thế nên mình sẽ để từ luôn bây giờ, xong rồi đến ngày hôm sau mình sẽ rõ ra cho các bạn xem nhé. Nước biển rất chi là rút rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ đi xuống bờ biển để xem có gì ăn không nhá. Mọi người theo chân mình nhá. Ôi mình đào được con ngao các bạn ạ. Bắt được một con ngao, cho nên là bây giờ mình sẽ đi dọc bờ biển này để đào thêm để tìm ngao các bạn nhé. Vậy là sau một hồi mình đào ở chỗ này xong thì mình kiếm được trên đây đi ngao. Thì đã đủ bữa tối rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ đi lên cất đồ, sau đó là mình ra đi tắm. Hãy đặt con dao lên. Mình nướng được con cua thơm lắm, bởi vì nó rất là to luôn. Nên bây giờ mình sẽ ăn thử. Ngon lắm. Thơm mà ngon. Cái thịt của nó ở cái càng này rất là ngon luôn. Kiểu cắm trại như này nhưng mà kể ra mà nó có một con gà thì tốt nhỉ. Thật sự là nó béo ngon, ngon thật sự luôn ý. Thật sự là nướng như thế này rất chi là nóng luôn, rất chi là khó khăn luôn. Bởi vì đây không phải đũa thật ý, phải tự chế cho nên là cầm rất chi là khó. Nên mình sẽ ăn mấy cái con mà nó chín trước. Thật sự là rất ngọt luôn. Mình hút được cái nước của nó á, ngọt lắm ý. Mà con ngao nó béo béo. Những cái con nào to ấy nó sẽ cực kỳ béo luôn. Và đây là con ngao to nhất, cũng là con ngao cuối cùng. Con này mình nướng nó vẫn giữ được nhiều nước cho nên là thật sự là nhiều nước, ngọt lắm luôn ý. Rất là ngon. Vậy là mình đã ăn xong rồi. Mình vừa ăn xong, sau đó mình đi ra cái chỗ mà hôm nay mình làm nước để xem là nó có ít nước nào không, bởi vì ăn xong cũng hơi khát một tí. Người xem anh cùng xem nhá. Mình thấy đọng nhiều nước ở trên cái túi bóng này lắm. Nhưng mà mỗi tội là mình không có cốc ý. Cho nên là ui, nhìn nè, nhiều hơn cả lúc chiều luôn. Mình cứ tưởng là không có lắng thì nó sẽ không tụ được nước như vậy mà. Mình cứ để như thế, thế mà nó tụ được nước nè. Mình sẽ uống nha. Đỡ khát rồi mọi người ạ. Cả ngày hôm nay uống được một tí nước lúc chiều. Tuy là tại ở đây không có nước cho nên là mình cũng không thể nào mà kiếm nước uống được. Cho nên là bây giờ uống được thế này cũng đỡ. Mình sẽ để lại vào tiếp để chắc là đến trưa ngày mai mình bỏ ra chắc là nhiều lắm ý. Bởi vì sáng sớm nó sẽ lắng rất chi là to luôn. Mà lắng rất chi là to thì nó sẽ đọng được rất chi là nhiều luôn. Mỗi tội là cốc hơi bé nhưng mà không sao cả. Thank you.
cái chuyến đi này của mình, mình thấy là mình gặp may mắn bởi vì là trời nó không bị mưa ấy. Cắm trại như thế này tuy là có chút sợ nhưng mà mình lại khám phá ra được những điều ở bản thân, mình gan dạ hơn, làm những điều mà bản thân chưa từng làm. Mình cảm thấy rất chi là vui luôn. Mình đã bước sang ngày thứ 3 trên hòn đảo này. Đúng là chỉ có đi ngủ thì mới giết thời gian nhanh thôi các bạn ạ. Vừa tối hôm qua mình mới chợp mắt thôi mà vừa sáng nay mình dậy đã 10 giờ trưa rồi các bạn ạ. Thật sự là mình là con gái, mình có thể nhịn đói. Nhưng mà bây giờ mình thật sự rất chi là đói rồi. Mình sẽ đi ra chỗ mình chế tạo nước để mình uống nước, sau đó mình đi kiếm đồ ăn nhé. Chắc là cũng được nhiều lắm đấy. Bởi vì chiều hôm qua mình có độc đẻ một tí thôi mà nhiều nước hơn cả lúc sáng luôn. Ôi các bạn nhìn này, cực kỳ là nhiều luôn. Thế này hôm nay không sợ chết khát rồi. Thì mình sẽ uống nhá. Hay khát rồi các bạn ạ. Mát. Đúng là không uổng công nghĩ ra cái cách này để làm ra nước để uống. Bây giờ mình sẽ để lại tiếp xong rồi đến chiều mình sẽ lại bỏ ra. Bởi vì trời nắng to như này thế này thì nó sẽ rất chìa tích không có nhiều nước. Thật sự là nước rất chìa mát luôn. Ngon hơn cả nước muối. Hôm nay ngày thứ 3 rồi mà mình vẫn chưa được ăn cá. Mình toàn ăn ngao với cá hàu với cả ốc ngán lắm rồi. Thế nên là bây giờ mình sẽ đi mò cá tiếp nhé. Mình đã cậy được một ít hàu, bây giờ mình sẽ mắc hàu vào đây để đi ra câu cá. Không, mình thật sự là đói lắm rồi, không chịu được. Mình đã cắm chắc ở đây, hy vọng là sẽ được một con cá. Nếu mà con cá không to thì con cá vừa ngựa, hy vọng là sẽ có. Trong thời gian đợi xem cá nó cần có cắn câu không thì bây giờ mình sẽ đào ngao tiếp nhé. Mình đào cũng khá là đủ ăn rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ đi về lều để nhóm lửa nấu ăn cho sớm sủa nhá. Vậy là hôm nay là buổi tối cuối cùng mình ở trên hòn đảo này. Ngày mai mình sẽ được về nhà rồi và mình sẽ hoàn thành thử thách. Bây giờ mình sẽ nướng đồ ăn để là buổi tối cuối cùng ở đây nhá. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Bật lửa bị mất đá rồi. Chết rồi. Làm sao bây giờ? Không có lửa thì mấy cái con vật ở gần đây nó sẽ tới gần đi, nó sẽ không thấy lửa, nó sẽ tới gần đi. Chết rồi, làm sao bây giờ?
rồi cũng không nướng được đồ ăn. Mà bây giờ tôi đói lắm rồi. Làm sao bây giờ? Có mỗi một bật lửa này duy nhất thôi. Tối nay lại phải nhịn đói rồi. Tôi sẽ phải đi vào Lào không thì buổi tối rồi. Sợ lắm. Vậy là tối nay không có lửa cho nên là tối nay mình không thể nào mà nướng đồ ăn được. Mình đói quá các bạn ạ. Mình sẽ đi ra uống nước, cái hố nước mà mình chế tạo ấy, để chống đói. Ui các bạn ơi, này, đầy cốc luôn, tràn luôn, vừa mình kéo ra nó còn vãi rồi ý, vãi cả ra tay này. Thế bây giờ mình sẽ uống để chống đói. Hết khát luôn, chống đói được cả đêm nay luôn. Mình sẽ để lại để đến sáng mai mình sẽ uống nốt và trưa mai mình sẽ về rồi. Vậy là đến trưa mai là mình về, là vậy là sẽ hoàn thành xong thử thách. Đây mình sẽ để lại. Muốn sống sống. Thôi bây giờ mình sẽ đi ngủ đây. Để ngày mai mình sẽ, đến ngày mai là mình sẽ hoàn thành thử thách và mình sẽ đi về. Và việc đầu tiên mình về nhà, mình sẽ đi tắm rửa và sẽ đi ăn uống thật lo để bù cho 3 ngày hôm nay mình ở trên đảo này ít ăn. Sóng biển hôm nay to quá, nó đánh hỏng mất cái mà chỗ mình chế tạo nước ngọt mất rồi. Tôi đang rất là đói bởi vì từ tối hôm qua giờ không được ăn cái gì cả. Có mỗi lương để cầm chống đói mà đi ra uống nước thì bị đánh hỏng mất rồi, cho nên là không uống được cái gì. Chờ anh Dưỡng lâu đến đón quá cho nên mình lại khát nước rồi. Mình sẽ đi dọc bờ biển để xem là có chai nước nào nó trôi dạt vào bờ biển. À, mình thấy rồi nè. Thế bây giờ mình sẽ uống thử xem là nước biển dồn không lên này nước ngọt nhá. Nước ngọt mọi người ạ. Đây đó nè. Ui. Đây nè, mình nhận được thêm một chai nữa nè. Mày như có cả con hà rồi tí trên này này. Bây giờ mình sẽ thử mở ra uống nhá. Xem nó có ngọt không. Nhặt được 3 chai nước này thì cũng đủ để ngồi chờ anh Dưỡng đến đón mình rồi. Vậy là kết thúc thử thách 3 ngày cắm trại sinh tồn. Thì bây giờ tôi sẽ ra đón em gái kia về. Không biết em gái bây giờ ra sao rồi. Ở đâu rồi ta? Em ơi. Đây cắm trại đây. Nấu ăn ở đây à. Đây. Em ơi. Hả? Thế này à? Em chờ anh lâu quá, em chui vào nào làm. Thật sao anh mới đến, em chờ anh lâu lắm rồi đấy. Thì anh phải đi tàu đến đây chứ, đâu phải là mình quyết định ở đâu vì mình phải đi tàu đến đây mà. À, chai nước ở đâu đây, anh thấy cho chai nước nhá. Em nhặt được, không phải em mua. Nhặt ở trên biển đi. Không, vâng, em nhặt ở chỗ kia kìa, em thấy nhiều lắm. Vậy là em gái đã hoàn thành thử thách 3 ngày 3 đêm cắm trại trên đảo. Thì đây là phần thưởng của em 10 triệu đồng. Hoàn thành thử thách của anh Dưỡng rồi và mình đã vượt qua giới hạn của bản thân. Và cảm ơn anh đã cho em tham gia thử thách này để em có một trải nghiệm thật tuyệt vời. Cảm ơn các bạn xem clip nha. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Xin chào các bạn.